Shop phụ tùng Trần ạ, xin kính chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất nhiều anh em cần. Thứ nhất là cái sản phẩm này rất là dễ bị hư ha, nhiều anh em xe anh em nó bị hư thì anh em cần những sản phẩm này. Thì Honda người ta sản xuất ra cái loại này để thay thế cho những cái phần bị hư của xe anh em nha. Hoặc là những anh em mà chúng ta đang đi qua Alpha, chúng ta có nhu cầu úp xe mình lên 110 thì anh em cũng có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này ha. Thì đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Honda chính hãng. Thì cái này nó là bợ cổ ha, bợ cổ của cái phần đầu của quay 110 ha. Cái này thì anh em dùng để chúng ta gắn cái mặt cái đồng hồ vào anh em đó, gắn cái đồng hồ vào. Thì cái này nó rất là quan trọng nha. Thứ nhất là cái này nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của xe mình, tại vì cái phần này là cái phần mặt tiền của xe ha. Thì anh em chạy chúng ta nhìn thấy cái phần mặt tiền nó đẹp, chúng ta đi một cái xe nó cũng cảm giác thích hơn. Thứ hai là cái phần này nó cần phải chắc chắn nha, nếu không thì nó sẽ anh em hay một số cái đồ China vào á, thì cái vấn đề nó xảy ra đó là cái phần nhựa này nó không khớp ha, cái phần nhựa này nó không khớp. Và thứ hai là nó bị rè khi mà anh em chạy tốc độ cao, dù chúng ta chạy tầm 5-60 là nó sẽ bị rè dàn nhựa nha, do cái này nó không khớp với cái kia nó sẽ gây ra cái hiện tượng rè, nó không có chắc chắn. Còn riêng cái hãng Honda người ta sản xuất thì bao anh em sử dụng rất ok đó. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái này, cái sản phẩm bên này bên mình đang bán nha, cũng là một sản phẩm mới thì rất là ok luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra để cho anh em xem nha. Cái này thì nó là hàng mới chính hãng Honda 100%, mới chưa sử dụng nha anh em đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra để cho anh em xem phần phía bên trong nó như thế nào nha, rất là ok nha. Giá cả này kia mình đều có ở trên tiêu đề bài viết nha, cho anh em những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì anh em cứ liên hệ với bên shop của Đạt nha. Đó thì bên mình sẽ gỡ ra cho anh em coi này. Đó. Thì phía trong này nó trước khi mà chúng ta nhìn thấy được ấy, thì nó sẽ có một lớp xốp ha, chống chảy, chống sóc. Mình sẽ mở luôn cái này ra nha. Đó, quay một tay nó cũng khó khăn lắm anh em. Chả biết mở đâu. À rồi, ok. Đây. Bọc rất to nha, bọc bự đùng à. Đó, Honda người ta rất là ok, người ta chăm chút từng cái chi tiết nha. Đó. Rồi. Rất là đẹp. Thì mình thấy cái tình trạng là nhiều anh em bị hư cái này lắm. Nhiều anh em bị hư cái này. Thì ai hư thì có thể liên hệ mình mua, cái này nó cũng rẻ anh em. Đó. Rồi. Rất đẹp. Rất là đẹp anh em ha. Đó. Ok luôn. Đây. Xịn nha. Xịn nha, trong này có đát luôn. Đó. 97, 98, 99, 2000 nha. Cái này đời 2000. Quên 110. KMLF 8500. Đó, ok anh em ha, đúng mã quay 110 nha. Đúng mã quay 110. Rất là đẹp. Thì cái này anh em sẽ nhìn nó rất là sần nha. Nó rất sần và rất là bóng, sần và bóng, rất đẹp. Đây, logo Honda khắc cực kỳ đẹp luôn nha. Logo Honda này là khắc rất đẹp, mình thấy rất đẹp luôn. So với những cái hàng mình đã từng mua thì cái logo Honda này là quá đẹp. Rất tuyệt vời. Đó, rất bóng nha anh em, rất bóng mà nó sần rất đẹp luôn, nó sần rất đều rất đẹp nha. Đó. Cái này thì mình nghĩ những anh em nào mà chúng ta thích cái sự chỉnh chu thì anh em mua cái này ok này. Đó, mình sẽ quay những cái đường nét cho anh em coi nha. Đường nét của này thì nó làm rất ok. Cắt rất đẹp, cắt laser nha anh em. Cái này là cắt laser rồi, chứ cắt bình thường không cắt như vậy đâu. Cắt dao bình thường nó không cắt như vậy đâu. Đó. Lỗ nè, rất đẹp nha. Nói chung là mình nghĩ là cái này cái độ hoàn thiện nó quá cao rồi, hình zin mà. Thì những anh em nào chúng ta thực sự thích thì anh em có thể liên hệ mình mua cái này ha. Cái này thì về phần cái hộc này á thì mình sẽ cho anh em coi là nó khít như thế nào nha. Mình sẽ lấy một cái mặt tiếng đồng hồ, anh em đợi mình tí xíu. Ok anh em, đây là cái mặt đồng hồ quay 110 nha. Đây là mặt đồng hồ quay 110. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ thử vào cái này xem coi là nó có khít đâu, khít như thế nào ha. Mình sẽ quay cho anh em trực tiếp luôn. Thì mình nghĩ là cái này nó sẽ rất là khít đó anh em. À, mình nghĩ nó rất là khít đó. Quá đẹp mà, cái này hàng zin mà. Anh em không phải nghĩ về chất lượng đâu. Đó, à, sẽ bỏ vô. Ok chưa? Chưa vô anh em. Rồi ok anh em. Thì cái này do một tay mình không có thể nào gắn được, cho nên mình sẽ hai tay gắn ha. Rất là đẹp. À, anh em phải thấy ha. Rất khít này. Rất là khít nha. Rất là khít. Nói chung là cái này là quá ok rồi. Này quá đẹp rồi, so với cái hàng Trung Quốc hoặc là những cái hàng rẻ tiền thì nó quá xuất sắc ha. Anh em thể thấy ha,
gà rất khít luôn, rất khít nha. Cái việc khít như vậy nó giúp cho anh em tăng cái thẩm mỹ lên cũng như là cái độ chắc chắn nó sẽ cao này. Khít như vậy nó lắc này anh em thấy nó không có rung lắc này. Đó, mình chưa bắt ốc nha. Mình làm chưa bắt ốc nha. Đó, chưa bắt ốc tí nào hết nha. Đó, nhưng mà cái độ cứng cáp của nó rất ok nha. Còn riêng về cái độ chuẩn xác về ốc thì anh em cứ yên tâm, rất chuẩn nha. Đó, rất là chuẩn. Rất chuẩn, không phải lo lắng về cái độ chuẩn xác của ốc nha. Rất là ok. Đây, lỗ ốc này, ngay nha, ngay lỗ nha. Rất ok nha anh em nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, mua cái này về gắn là ngay chóc ha. Alpha gắn được nha anh em nha. Mua alpha người ta gắn được. Rất đẹp. Đó. Thì những anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mình mua cái bộ bợ cổ này, rất ok. Đó, nguyên đai nguyên kiện nha, cho anh em về nhà tự xé bọc nha, cực kỳ đã. Rồi, anh em nó có nhu cầu liên hệ với shop Trần Đạt nha, số điện thoại 0915 434 973 nha. Rất đẹp, rất đẹp anh em ha. Đó, anh em thấy khít, cực kỳ khít luôn, rất là ok ha. Quá đẹp anh em ơi. Thì đó, cho những anh em là chúng ta thích nâng cấp nè, đó mình bỏ lên bỏ xuống nãy giờ mà nó khít chưa rớt ra nha anh em nha. Bỏ lên bỏ xuống nãy giờ mà nó vẫn rất là khít này. Đây, cầm lắc này. Đó, anh em thấy không? Rất là chắc chắn nha. Thì nhớ anh em là chúng ta có nhu cầu thực sự anh em có thể liên hệ mình. Shop phụ tùng Trần Đạt, số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Rồi chào anh em nha. Đây là cái Facebook chính của shop phụ tùng Honda lái xe nha anh em. Đó, anh em coi kỹ cái số lượt like nha, 28.000 lượt. Và đây là cái Facebook giả mạo nha anh em. Đó. Thì anh em tìm bằng cách rất là dễ ha, anh em ấn vô phụ tùng đã xe là nó sẽ ra nha. Đó, đây là một trang cá nhân nha. Đó, thì anh em sẽ report nó bằng cách là anh em ấn vô ha. Anh em sẽ ấn vô cái ba chấm ở cái bên nha. Đó, có cái ba chấm, anh em ấn vô. Rồi sau đó anh em ấn chỗ báo cáo trang cá nhân nha anh em. Rồi báo cáo trang cá nhân xong anh em ấn dùm mình tài khoản giả mạo nha. Đó, và anh em ấn ok giúp mình nha.